Mới đây, Thủ tướng vừa ký quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8% trên một năm. Như vậy, trong năm 2019, nguồn vốn cho vay của chương trình này là hơn 1.300 tỷ đồng. Để tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi mua nhà ở xã hội, người dân có thể liên hệ với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn thông qua các tổ tiết kiệm hay vốn vay để tiếp cận thông tin, tìm hiểu, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ vay. Bên cạnh đó, người vay cần có số vốn tối thiểu là 20% giá trị hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội. Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay vốn tối đa 80%. Ngoài ra, người vay vốn cần đáp ứng đủ các điều kiện khác về hồ sơ chứng minh về đối tượng, thu nhập, hợp đồng mua bán nhà.